thót tim với xe tải chở khối bê tông trên đường không có dây rạn. Nhiều người đã cảm thấy hoang mang trước hình ảnh chiếc xe tải bon bon trên đường với khối bê tông phía sau nhưng không có dây rạn. Cụ thể, bức ảnh trên đã được người đi đường ghi lại, hiện đang thu hút hơn 10.000 lượt tương tác trên mạng xã hội. Bức ảnh chụp lại khoảnh khắc chiếc xe tải đang di chuyển trên đường phố, phía sau không hề có thùng xe, dây rạn nhưng lại chở 4 khối bê tông lớn. Khi nhìn thấy bức ảnh này, nhiều người đã không khỏi hốt hoảng, bởi lẽ việc không có vật dụng che chắn, bảo hộ 4 khối bê tông sẽ dễ dàng đổ xuống. Trong tình huống xấu nhất, nó có thể gây tai nạn chết người. Nhìn sợ phát khiếp, như vậy ai dám chạy song song nữa? Sợ quá, nguy hiểm nữa, tại sao có thể chạy xe một cách cẩu thả như thế? Mình cứ tưởng hoa mắt ấy chứ, sao không có vật ràng hay thùng xe phía sau mà vẫn chạy bon bon trên đường thế kia? Trước đó có không ít tai nạn xảy ra bởi những xe tải chở cuộn thép, bê tông. Cụ thể, ngày 18 tháng 4 vừa qua, một xe đầu kéo lưu thông trên đường Điện Biên Phủ, khu công nghiệp Sóng Thần 3, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã phanh gấp khiến cuộn thép ủi bay cabin. Sau đó, tài xế mắc kẹt trong cabin được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. Còn bạn, bạn thấy sao về sự việc này? Chia sẻ với chúng tôi ngay bên dưới video và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh Sài Gòn TV để có thể cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.